là dịch năm nay sẽ hết sớm để đến nhà thờ đón lễ của mọi người và được ông là tôi nuôi em tặng quà. Em mong sẽ được bên gia đình ở bên Chúa. Con muốn đại dịch Covid nó chấm dứt để được đến nhà thờ sớm. Mùa Giáng sinh an lành, luôn mạnh khỏe và tràn đầy hồng ân Chúa. Giáng sinh, một dịp lễ mang ý nghĩa của sự sẻ chia và yêu thương. Mặc dù tụi em là những người ngoại đạo và đang trong quá trình học giáo lý để tìm hiểu về đạo Công giáo, nhưng mà thực sự hy vọng là trong mùa Giáng sinh này thì tất cả mọi người đều sẽ được Chúa ngự đến và ở trong tâm hồn của mọi người. Trước hết thì cho con xin gửi lời chia buồn, chia sẻ đối với những gia đình đã có những người thân đã ra đi vì cơn đại dịch, thì xin Chúa nguyện ở cùng họ, ban những ơn lành cho những người còn ở lại. Và đối với con thì Giáng sinh năm nay con có một ước nguyện muốn dâng lên Chúa, đó chính là con muốn xin dâng Chúa tất cả các gia đình trẻ trên toàn thế giới, để xin Chúa được bảo hộ, Chúa ở cùng, Chúa ban ơn và Chúa thánh hóa cho chúng con trong mọi sự, mọi việc của chúng con. Giáng sinh tại Sài Gòn năm nay có lẽ là Giáng sinh đáng nhớ nhất đối với mình. Không còn những ngày mình cùng với bạn bè trang trí hang đá, không còn những buổi hẹn nhau đi tĩnh tâm mùa vọng, cũng không còn những buổi cùng nhau đi dự lễ Giáng sinh, và sự nhộn nhịp của Giáng sinh trên mảnh đất Sài Gòn này cũng không còn như xưa nữa. Nhưng điều đó cũng không thể nào làm mình quên đi, Giáng sinh đang đến cận kề. Và chúng mình cũng có những buổi tĩnh tâm dành cho nhau, dù là đang ở đâu, cùng nhau chuẩn bị một tâm hồn thật đẹp để đón Chúa Giêsu hài lòng vào lòng qua những buổi tĩnh tâm online do sinh viên Công giáo quận Thủ Đức tổ chức. Mình hy vọng Giáng sinh năm nay sẽ thật đặc biệt đối với mọi người và cũng sẽ đặc biệt đối với mình. Tuy hình thức có thể không lớn như bao năm, nhưng chính vì sự đơn sơ này lại khiến cho tâm hồn mình ấm áp hơn bao giờ hết. Ước gì trong thinh lặng, mỗi người, mỗi gia đình biết chuẩn bị tâm hồn như một máng cỏ ngập tràn tình yêu để đón hài nhi Giêsu trong dịp Giáng sinh này. Hình tượng Chúa hài đồng nằm trong nơi hang đá, máng cỏ Bethlehem, trong mỗi ngôi nhà và khắp tất cả các nhà thờ, như làm cho mùa đông tại Đà Nẵng trở nên ấm áp và gần gũi hơn. Hai, xin chào tất cả mọi người trên toàn thể thế giới nha. Thì đây là chị em Nương Xá dòng Chúa quen phòng của mình nè. Nhà ứng sinh dòng tên miền Bắc. Nhóm sinh viên Công giáo Thanh Hóa quê nhà. Các bạn trẻ giáo xứ Thiên Thần. Giới trẻ giáo hộ Ân Hậu. Giáo xứ Lang Anh. Từ Thái Bình, chúng con xin được gửi lời chúc mừng Giáng sinh tới tất cả mọi người. An lành. Thánh đức. Vui vẻ, hạnh phúc. Đầy ơn Chúa. Chúc mừng Giáng sinh.